Đạo Thạnh Hòa Phu hoàn toàn tiếp thu văn hóa truyền thống cổ thánh tiên hiền xưa. Ông không dùng phương thức của phương Tây mà dùng lý niệm của phương Đông. Quý vị hỏi ông, ông trả lời thẳng thắn như vậy. Trí tuệ phương pháp của ông từ đâu mà có? Là học được của tổ tiên ngày xưa từ hai ngàn năm trước, ba ngàn năm trước. Bởi thì lý niệm của ông Thật sự là lý niệm của Thánh Hiền Thánh Hiền không vì mình Khởi tâm động niệm Đều nghĩ đến mọi người Bởi thế ông nói triết lý kinh doanh của ông Lý niệm cơ bản của kinh doanh Làm xí nghiệp kiếm tiền từ nhà máy tiền kiếm được đưa cho ai người ngoại quốc làm ông chủ ông không phải như thế thứ nhất là chia cho công nhân công nhân được lợi ích tiếp đến khách hàng được lợi khách hàng hưởng lợi tiếp theo mới đến công ty lợi ích công ty đạt sau cùng lợi ích công nhân đạt lên hàng đầu đấy là điều mạnh tử đã nói đúng là hai ngàn năm trăm năm trước dân di quý quân di khinh phải phân rõ nặng nhẹ ông chủ là dùng trí tuệ nhưng nếu công nhân không thúc đẩy thế nào ta cũng thất bại ta thúc đẩy được là nhờ công nhân nên phải săn sóc công nhân thật tốt lợi ích là của tất cả mọi người không phải cá nhân lý niệm này rất tuyệt vời không có tư tâm ông ta đã thành công vô ngại bởi thì tự tại thôn đạt cùng nhau thâm nhập dung hòa hai thành một thể Hay là gì tất cả chúng sinh tất cả chúng sinh với ta là nhất thể thể là tâm linh nhất tâm nhất đức bất kỳ là một việc gì đều thành công rực rỡ tại sao Ta có thể cùng với mọi người nhất tâm, nhất thể Phần sau đưa ra thí dụ Như ánh sáng hòa trộn lẫn nhau Trong bạn có tôi, trong tôi có bạn Ánh sáng mấy ngọn đèn trong phòng học chúng ta Bất kỳ một ánh sáng nào đều có ánh sáng khác Ánh sáng đang xen không thể chia tách đạo thạnh hòa phu là ông chủ một công ty không tách rời công nhân nhất thể công nhân đều tự giác bởi thì việc kinh doanh của ông diễn diện đứng trên vị trí bất bại Tất cả những phong ba Nhưng không liên can đến ông Làm việc bằng tấm lòng Tuyệt nhiên không đầu cơ trục lợi Thật sự đứng trên đôi chân được chừng nào tiền làm chừng đó việc Không dây nợ ngân hàng Mắc nhiều nợ ngân hàng Lợi tức sẽ ít đi Ngân hàng bảo ông đầu tư vào nhà đất Ông không làm Ông nói Đây là đầu cơ buôn bán Giống như những nhà giàu mới nổi Đấy là ngồi mát ăn bát vàng Không nên dây vào những chuyện đó Tôi phải kiếm tiền Bằng chính mồ hôi của mình Không dùng mồ hôi nước mắt của tôi Tôi không cần đồng tiền đó Mấy năm sau Kinh tế của Nhật Bản xuất hiện sự cố Những nhà đầu tư dây tiền ngân hàng Ngân hàng phải thu hồi Tất cả đều bị đóng cửa Thật bạc rất lớn Ông không hề hấn gì vậy thì có người hỏi ông có phải ông biết trước vấn đề ông trả lời không tôi không có khả năng đó tôi chỉ làm việc bằng tấm lòng tuyệt đội không tham tiền bất nghĩa bởi thế ông không bị vùi dập nhưng đơn hàng ít đi trong thời buổi kinh tị tiêu điều rất nhiều công nhân không có việc làm Không có đơn hàng Phải làm sao? Để công nhân đi học mỗi ngày Nâng cao trí thức và tay nghề họ lên Khi mọi việc trở lại bình thường Thành tích của ông lại được đề cao Không giảm nhân công Không những không giảm nhân công ngay trong công ty những người làm công tạm thời cũng không cắt bởi thế khi công tác tại công ty của ông họ có cảm giác yên tâm họ được che chở quý vị nuôi mấy miệng ăn trong nhà cuộc sống sẽ không vấn đề ông săn sóc bạn